Ngày 11 tháng 2, trang tin Business Insider dẫn báo Blake, trụ sở tại Thụy Sĩ, đưa tin một người đàn ông chưa rõ danh tính, 63 tuổi, đã thiệt mạng sau khi mất hàng lít máu. Lúc đang bay cùng vợ trên chuyến bay của hãng hàng không Lufthansa từ Bangkok, Thái Lan, đến Munich, Đức. Sự việc xảy ra ngày 8 tháng 2. Cảnh tượng khi đó trên máy bay đã khiến hành khách khiếp sợ. Bà Karin Misfeld, một điều dưỡng tại Bệnh viện Đại học Thụy Sĩ, cũng là hành khách ngồi gần cặp vợ chồng trên chuyến bay, cho biết người đàn ông này trông đã không khỏe khi lên máy bay. Vợ của hành khách xấu số nói chồng bà thở gấp và trông không khỏe vì họ đã phải vội vã bắt kịp chuyến bay. Các triệu chứng của ông này khi đó cũng khiến phi hành đoàn của chuyến bay lo ngại. Tuy nhiên, phi hành đoàn vẫn để người đàn ông ở lại trên máy bay. Bà Misfeld kể bà vẫn lo ngại cho sức khỏe của người đàn ông và đã đề đạt với tiếp viên về việc người này nên được một bác sĩ thăm khám. Ông Maren Misfelder, một hành khách khác, cho biết bác sĩ trên chuyến bay đã không làm gì nhiều ngoài việc kiểm tra mạch và hỏi xem người đàn ông đó đang cảm thấy thế nào. Không lâu sau đó, sức khỏe của hành khách này bắt đầu xấu đi trông thấy. Theo ông Misfelder, có thời điểm máu đã trào ra từ mũi và miệng của người đàn ông, người này đã mất hàng lít máu và có máu bắn tung tóe lên thành máy bay. Các tiếp viên ngay lập tức can thiệp và cố gắng hồi sức cho hành khách này. Theo dữ liệu từ công cụ theo dõi không lưu trực tuyến Flightradar 24, chuyến bay khởi hành lúc 12 giờ 7 phút sáng ngày 8 tháng 2, sau đó chuyển hướng trở lại. Ông Misfelder nói hành khách xấu số trên đã chết khi được mang vào khu vực bếp của máy bay trong lúc máy bay quay lại sân bay. Một đại diện của hãng Lufthansa đã xác nhận vụ việc với tờ Blick. Nhưng Lufthansa hiện chưa trả lời yêu cầu bình luận từ trang tin Business Insider.